Sáng 11 tháng 12, tại lễ cắt băng khánh thành triển lãm Con đường lúa gạo Việt Nam với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt, tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao hai bằng kỷ lục cho tỉnh Hậu Giang ở hạng mục Không gian triển lãm sắp đặt con đường lúa gạo, chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt dài nhất phá kỷ lục và mô hình bản đồ Việt Nam ghép từ các giống lúa đặc sản của các tỉnh thành nhiều nhất. Con đường lúa gạo Việt Nam trải dài dọc kênh sáng Xà No, đường Trần Hưng Đạo là không gian triển lãm giới thiệu hành trình ngàn năm lúa gạo Việt, từ giai đoạn sơ khai cho đến giai đoạn hưng thịnh và phát triển không ngừng của gạo Việt. Con đường này là công trình có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, được thực hiện trong 20 ngày, có chiều dài 1,3 km và chiều rộng 30 m. Sử dụng hơn 20.000 chậu lúa để phối cảnh, từ lúc lúa gieo mầm xanh cho đến khi hạt vàng bội thu. Thì phải nói đây là một cái quá trình, cái chuỗi mà người ta hình dung lại cái sự phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam qua các cái thời kỳ và thể hiện bằng những cái ngôi nhà, bằng những cái cánh đồng, bằng những cái vật dụng qua các cái thời kỳ phát triển của ngành lúa gạo. Đây là tôi nghĩ rằng muốn giữ lại và phát triển là đây một cái việc phải nói rất kỳ công của các đơn vị tư vấn cùng với Bộ Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Là một trong hai hạng mục được trao bằng kỷ lục, mô hình bản đồ Việt Nam được ghép từ các giống lúa đặc trưng đặc sản của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đã được trưng bày, giới thiệu tại Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023. Bản đồ có diện tích 7 x 10m, trọng lượng 25kg và được thi công trong thời gian 15 ngày. Triển lãm Con đường lúa gạo sẽ diễn ra từ hôm nay 11 tháng 12, 2023 đến ngày 3 tháng 1, 2024. Khách tham quan sẽ có những khám phá mới mẻ, thú vị trên con đường chứa đựng cả quá khứ, hiện tại và tương lai của nền sản xuất lúa gạo Việt Nam.